mọi người lại là Na của xe máy An Thành Phát đây các bạn ha. Thì hôm nay Na xin giới thiệu với mọi người về giá bán nè, thủ tục trả góp nè, cũng như là quà tặng của em Rider trong tháng 4 này cho các bạn ha. Thì đầu tiên Na cũng giới thiệu sơ qua về cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cửa hàng xe máy An Thành Phát hiện ở quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1 các bạn ha. Thì đầu tiên Na cũng giới thiệu luôn về giá bán của em Rider trong tháng 4 này là 49 triệu đồng. Bạn nào mua xe Rider không cần trả trước nha, có nghĩa là trả trước 0 đồng. Bạn nào có chứng minh nhân dân nè, hoặc là căn cước công dân đủ 18 tuổi là các bạn có thể làm hồ sơ mua góp được rồi. Đậu là mình dắt xe đi về luôn ha. Góp ý nho nhỏ là bạn nào có điều kiện á thì mình trả trước càng nhiều càng tốt. Trả tầm 30% giá trị xe là mình có cả bẹt gốc để đi rồi, thì là mình đi mình cảm thấy an tâm hơn nhiều. Còn bao nhiêu á thì còn lại bao nhiêu á, thì mình từ từ mình góp tiếp ha. Đó, cửa hàng hỗ trợ trả góp toàn quốc và giao xe tận nơi cho các bạn ha. Đó, về quà tặng thì mình cũng bật mí luôn, tới ngày 30 tháng 4 năm 2022, tức là từ thời điểm hiện tại tới 30 tháng 4 đó, cửa hàng có đang triển khai chương trình tri ân khách hàng. Bạn nào mua xe tại cửa hàng sẽ được cơ hội quay trúng thưởng các giải, như là giải nhất là TV 40 inch nè, giải nhì là tủ lạnh hoặc là loa kéo, giải ba là quạt nước và nhiều giải khuyến khích khác như là tai nghe Bluetooth này, nồi cơm điện nè, hoặc là các giải khác vân vân rất là nhiều. Đặc biệt dành cho những bạn nào đã theo dõi kênh Gradient đó, hoặc là đang xem kênh của anh Gradient này đó, các bạn có liên hệ trực tiếp cho Na theo số 0325333789 thì các bạn sẽ được hỗ trợ 500.000 tiền xăng xe đi lại nha. Đó, thì Na cũng giới thiệu sơ qua về giá bán rồi, giới thiệu về thủ tục trả góp rồi, cũng như là quà tặng rồi. Thì bây giờ Na cũng giới thiệu sơ qua về hai em Rider bên cạnh Na ha. Một em là màu 3D và một em là màu jean ha. Đầu tiên là em màu 3D đỏ candy ha các bạn ha. Đó, nhìn rất là đẹp, đây là còn gọi là màu của may mắn nè các bạn, để ý đằng trước mặt nạ nhá, đỏ đen kết hợp với nhau rất là đẹp. Đó, mặt nạ nhìn rất là đẹp ha. Xuống phía dưới là các bạn để ý mâm là cũng được độ màu đỏ luôn, theo màu xe luôn nha. Cây xe này là bạn nào mạng hóa, mạng kim, mạng gì đi cũng đẹp hết á, mình không có phân biệt, rất là may mắn. Về sườn phía sau này các bạn để ý nè, các logo Rider và các dòng chữ Liquid Cooler đó, trắng đỏ đen kết hợp với nhau rất là bắt mắt, nhìn rất là đẹp ha các bạn ha. Cái màu này hiện tại là đang rất là hot đó, đằng sau là cái logo R150 dập màu trắng to rất là đẹp, đằng sau bánh mâm cũng màu đỏ luôn. Đó, tiếp theo là em màu bạc đỏ. Màu này là màu jean ha các bạn ha, nhưng mà nó không kém phần nổi bật với em 3D tí nào cả. Màu bạc thì kết hợp với màu đỏ nó vừa sang mà nó cũng rất là nổi bật không kém. Đó, các bạn nhìn trước mặt nạ, màu bạc nè, màu đen nè, hai bên là màu đỏ đối xứng với nhau, nhìn rất là bắt mắt ha các bạn ha. Ở dưới mâm cũng được, mâm cũng là mâm màu đỏ luôn các bạn ha. Mâm này cũng được rồi đây. Đó, rồi nhìn về hai bên sườn nè, các bạn đi về tiếp theo về dọc bên sườn màu bạc cũng các cái logo của Suzuki R150 đó, Suzuki cái logo này kéo thẳng chạy thẳng theo sườn xe luôn đó các bạn ha. Đằng sau là Rider màu dòng màu trắng đen đỏ kết hợp rất là đẹp đó. Thì ngoài ra dòng Rider này thì cũng có 3D, màu 3D thì cũng có rất là nhiều. Các bạn nào quan tâm hoặc là bạn nào có ý thích sở thích riêng, có cái màu sắc mà mình thích á, thì cứ inbox trực tiếp cho Na theo số 0325333789. Cửa hàng có hỗ trợ lên màu theo ý thích cho các bạn ha. Còn thắc mắc gì thì cứ trực tiếp comment ở phía dưới. Muốn review dòng xe gì cũng cứ trực tiếp comment phía dưới, Na sẽ giải đáp cho các bạn ha. Có lẽ Na xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.